Dong câu chỉ vàng được biết đến nhiều trong nuôi trồng thủy sản bởi loại dong này dễ trồng, ít mắc bệnh và có tác dụng làm sạch môi trường nước. Chính vì vậy mà những năm gần đây, diện tích nuôi trồng dong câu đã được mở rộng ở nước ta. Tuy nhiên, còn một tác dụng khác của dong câu mà ít người biết đến. Vâng ạ, đó là chức năng trong chế biến thực phẩm. Dong câu chỉ vàng thì còn là một món ăn ngon và lạ miệng, dễ ăn, chứa nhiều chất dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Tiểu mục hiểu về thực phẩm ngày hôm nay thì sẽ giúp cho quý vị tìm hiểu là vì sao dong câu chỉ vàng lại có nhiều công dụng như vậy. Dong biển là nguồn nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng cao, có khả năng cung cấp đầy đủ các khoáng chất, đặc biệt là các nguyên tố vi lượng, các axit amin cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt trong dong biển có các loại keo dong như agar, carrageenan được ứng dụng trong các ngành công nghệ thực phẩm, y học, sinh học. Trong dong biển có các chất như bột đường, chất xơ, đạm, sinh tố và chất khoáng, vitamin, bổ sung các dưỡng chất vi lượng có tác dụng bổ máu, tốt cho tim, thận, hệ thần kinh, hệ miễn dịch, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết và các cơ quan sinh dục, giúp điều tiết máu lưu thông, tiêu độc, loại bỏ các cặn bã trong cơ thể. Có tác dụng duy trì hàm lượng cholesterol trong huyết dịch ở mức cân bằng, giúp sản sinh collagen, duy trì sự trẻ trung của các tế bào. Có tác dụng phòng chống virus và ung thư, nhất là ung thư kết tràng và ung thư trực tràng. Tốt cho những người béo phì, người bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Dong câu có nhiều chất dinh dưỡng nên nó cũng là món ăn quen thuộc vì hợp khẩu vị của người dân vùng ven biển. Có thể dùng nấu chè ăn giải nhiệt hoặc phơi khô làm nộm, hay xào với thịt làm món ăn tươi, hoặc trần qua với nước sôi rồi muối dưa. Cái tác dụng của dong câu chỉ vàng thì như chúng ta đã biết là nó khi chúng ta nuôi luân canh với tôm sú thì nó làm sạch môi trường. Thứ hai là dong câu chỉ vàng ngoài là còn làm agar, là một cái chất mà để nuôi cấy các vi sinh vật trong phòng thí nghiệm. Cái thứ hai là nó cũng sẽ được sản xuất là thạch. Thứ ba nữa là làm sử dụng trong dược phẩm, nó sẽ làm một cái loại mỹ phẩm rất là tốt. Theo thống kê của FAO năm 1997, sản lượng dong biển trên toàn thế giới đạt khoảng 7 triệu tấn dong tươi một năm. Năm 2001, dong nuôi trồng đạt sản lượng hơn 10.000 tấn, tương đương với gần 6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 20% được sử dụng cho việc sản xuất các loại keo dong biển và chế biến thức ăn cho gia súc, làm phân bón. Số còn lại chủ yếu là dùng trực tiếp làm thức ăn cho người. Dong biển được xếp vào loại thực phẩm chức năng và ngày càng được sử dụng rộng rãi trên thế giới.